tất cả quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức Showbiz. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày quý vị nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị khán giả chúng ta cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Hồ Hanh Nhê bật mí câu chuyện đằng sau quốc phục bánh mì sau hơn một năm gây bão ở Miss Universe 2018. Bánh mì chắc chắn là từ khóa hot nhất mạng xã hội khi cách đây 9 năm, nó chính thức được thêm vào từ điển Oxford, xác nhận là một danh từ riêng, bánh mì. Điều này đã góp phần chứng minh bánh mì là một món ăn đến từ Việt Nam, chứ không phải vay mượn từ bất kỳ quốc gia nào khác. Là người có nhiều kỷ niệm đặc biệt với bánh mì, Hồ Hanh Nhê cũng không giấu được sự hạnh phúc và hãnh diện trong ngày kỷ niệm món ăn Việt Nam được vinh danh. Cụ thể, Hồ Hanh Nhê đã hiếm hoi chia sẻ lại câu chuyện phía sau bộ quốc phục bánh mì để người đẹp diện và gây bão tại Miss Universe 2018. Hồ Hanh Nhê cho biết do cuộc sống khó khăn, bánh mì là món ăn được cô khao khát thưởng thức ngày bé, cho đến khi lớn lên cô vẫn không tin mình được diện nó trên người. Nàng hậu cũng kể về thời điểm bộ quốc phục được công bố đã vướng không ít tranh luận trái chiều. Nhưng sau tất cả, cô cảm ơn vì mang bánh mì đến đấu trường quốc tế là một sự lựa chọn đúng đắn. Nguyên văn chia sẻ của Hồ Hanh Nhê: ngày đó khi trang phục bánh mì được lựa chọn để đồng hành cùng Hen thì Hen đã vướng phải khá nhiều ý kiến đúng không nào? Ngày xưa thời còn học cấp 1, cấp 2, bánh mì là món ăn quen thuộc của tôi mỗi sáng đi học. Dù lúc đó chỉ có xì dầu và vài ba miếng dưa leo, bánh mì thì héo queo, nhưng Hen cực kỳ thích ăn, mặc dù nó khá khó để ăn. Lên cấp 3, phía trước trường có bánh mì kẹp trứng, Hồ Hanh Nhê nghĩ đây là món ăn rất xịn và khó có cơ hội để ăn. Nên khi bộ trang phục bánh mì được lựa chọn, Hen đã có suy nghĩ kiểu: ồ, bây giờ không chỉ được ăn mà còn được mặc nó ra đấu trường quốc tế nữa, thật hạnh phúc. Cũng trong hôm nay, Hồ Hanh Nhê cũng chọn bánh mì là món ăn sáng để chứng minh niềm say mê và tự hào với món ăn Việt. Mặc dù vướng phải không ít tranh luận, nhưng phải ghi nhận quốc phục bánh mì để giúp Hồ Hanh Nhê ghi dấu ấn đặc biệt tại đấu trường quốc tế. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.